Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày mậu tuất tháng bính tuất năm canh tí và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày mậu tuất tức can chi tương đồng thuộc thổ và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, nhâm thìn, giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc đoạn ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục xung với thìn hình mùi hại dậu phá thìn và tuyệt thìn các bạn nhé vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh thìn bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất vậy các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao mạng đức tinh tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao bạch hổ kỵ an táng sao tội chỉ xấu đối với tế tự tố tụng sao tam tang kỷ khởi tạo cưới hỏi an táng sao ly sàng kỷ cưới hỏi sao quỷ khóc xấu đối với tế tự an táng về các hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đốn xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình ngày này bạn tuổi Tý đang gặp ngày có chính ấn xuất hiện cho nên, cái con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Tý cũng theo đó mà được thăng tín nhá. Với bạn tuổi Tý, cái việc lựa chọn đúng đường đi nhờ thế mà phát huy được cái thế mạnh của mình, phát huy được năng lực của mình trong công việc nữa rồi đoạn Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Đây là cái dấu hiệu báo hiệu đường tình duyên của bạn tuổi Tý lại khá chi là bất ổn và bạn mệnh tuổi Tý đánh mất đi cái sự hài hòa trong cái mối quan hệ về tình cảm dễ nảy sinh xung đột với chính người mình yêu đối bạn tuổi Tý nhá và trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tí những bạn đang còn độc thân thì thiếu đi cái sự tinh tế khi không nhận ra được những cái chuyện biến về cảm xúc của đối phương và bạn đang cảm thấy khá chi là bất an khi không thấy đối phương đáp lại tình cảm nhưng không biết phải xử lý như thế nào, đứa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim cần xem lại mình, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy nên tìm cách xử lý vấn đề, tử vi tuổi mậu Tý thuộc Hỏa công việc tiến triển tốt, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ có nhiều dấu hiệu đáng mừng, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc cần hiểu nhau nhiều hơn nhé. Về đánh giá của bạn tử Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi cho nên với bạn tuổi Sửu cái vận trình của bạn sẽ có phần nào ngăn cản bạn tuổi Sửu đến với người mình yêu nhé. Và bạn tự xỉu, bạn cứ nghĩ mình đã có tất cả trong tay, nhưng hóa ra tình yêu lại vẫn chưa thể bền vững được với bạn. Đoạn. Nhân duyên có được, nhưng không biết nắm giữ như thế nào thì cũng tuột qua tay như khi ta nắm cát trên bàn tay vậy đó bạn tự xỉu nhé. Và bạn tự xỉu, bạn phải cho nhau không gian riêng phù hợp, đừng biến đối phương thành tù nhân của mình trong tình yêu nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tự xỉu, may mắn cho cái vận trình của bạn là bạn đang gặp được ngày có chính tài hợp sức. Cho nên, cái nguồn thu nhập của bạn mệnh tuổi xỉu trong ngày này lại khá chi là vượng vàng. Bạn mệnh không cần phải lo lắng cái chuyện về chi tiêu bởi tiền nong lúc này cũng rụng rịnh trong túi của bạn rồi đó bạn tuổi xỉu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy công sức độ bể, tử vi tuổi kỵ xỉu thuộc hỏa, tình cảm nhạt phai, tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, không lo túng thiếu, tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc, không cảm thông, chia sẻ đoạn. Về đánh giá của bạn tử xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này với bạn tuổi dần chính tình yêu đã mang lại cho bạn sinh khí trong ngày hôm nay nhé ngày này bạn tuổi dần đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân nâng bước bạn mệnh có thể nhìn rõ được tình cảm của đối phương dành cho mình và không quản lo lắng nghi ngờ như trước nữa đoạn trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì nên năng động tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, bạn sẽ thấy bất ngờ khi có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, có nhiều sở thích chung với mình nữa đó bạn tuổi dần nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này có thể làm cho bạn tuổi dần đưa ra những cái quyết định sai lầm khi không chịu tham khảo những cái ý kiến của những người đi trước và bạn tuổi dần cần phải lấy đây là cái bài học sâu sắc cho mình. Đừng có tùy tiện làm thiêu ý thích của mình nữa bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, tình yêu như ý. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, cần giữ bình tĩnh, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, tham khảo ý kiến mọi người, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, đừng để mình chịu thiệt, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, cần tận hưởng cuộc sống Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020, Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Tuất mạo nhị hợp. Cho nên với bạn tuổi Mão, về cái phương diện tình cảm, bạn có được cái vận đào hoa nở rộ, tình duyên khuya sắc, dễ dàng tìm được người mình thầm thương trộm nhớ nhé. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy chủ động bày tỏ tình cảm của mình, đừng có ngần ngại kẹo lại đánh mất mất nhân duyên tốt đẹp đến với mình. Được. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi ảo, bạn mệnh có thể sẽ cần phải tìm cách để hâm nóng lại tình cảm gia đình. Và hôm nay là cái thời điểm thích hợp để cho các bạn có thêm những cái kỷ niệm đẹp về nhau, không có những cái nội lô toan thường trực nữa đó nhá. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa cái điều này làm cho bạn tuổi mão khi mà bạn đang say đắm trong cái bể tình thì giật mình nhận ra tiền bạc trong tay đã không cánh mà bay đi mất bạn tuổi mão là do bạn quá tin người chẳng chịu kiểm chứng những cái thông tin khi đã đưa ra cái số tiền lớn để đầu tư đến như vậy đối với bạn tuổi mão nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy nhân duyên mau tới tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tình cảm thăng hoa tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ tài lộc thất thoát tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tin người mất của tử vi tuổi quý mão thuộc kim đừng mại cố chấp đoạn với đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn sẽ cần đến rất nhiều nỗ lực để có thể hàn gắn những cái vết rạn nứt trong cái mối quan hệ tình cảm của mình nữa nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi thìn đang có những mâu thuẫn không hề đơn giản chút nào đâu luận có nhiều việc không thể cứ nóng vội là làm xong và bạn mệnh tuổi thìn cần phải giữ bình tĩnh đảm bảo rằng mình không để mất đi thời gian thời cơ hiếm có nhưng cũng đừng để cho mình phạm sai lầm vì đốt cháy giai đoạn đó bà tuổi thìn nhé trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn bạn cũng đang có được thiên tài hợp sức cho nên về cái phương diện tiền bạc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay rất chi là dồi dào chẳng cần phải lo lắng quá nhiều và bạn tuổi thìn bạn đủ sức cân cả thế giới với cái tài năng của mình chỉ chút tài liệu thôi còn giúp cho bạn kiếm được tiền về tay nữa đó bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cần giữ bình tĩnh, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sóng gió nổi lên, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim gia đạo kiếm an in, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần tìm cách hàn gắn tình cảm Được. Về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày của thực thần nhập mệnh. Cho nên với bạn tuổi Tỵ trải qua một ngày rất chi là may mắn về cái con đường tài lộc của mình nhé. Và bạn tuổi Tỵ bạn kiếm tiền như hái ra nước việc làm ăn kinh doanh rất chi là phát đạt, chẳng chút lô toan về vốn liếng, bởi lợi nhuận càng ngày càng gia tăng với bạn nữa rồi. luận. Bạn mạnh tuổi tỵ, bạn có được cái sự nhạy biến với thời cuộc, thấy được những cái tiềm năng hiếm có để có thể phát triển được, đánh trúng tâm lý của khách hàng nhờ thế mà có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay không phải là cái điều ai cũng làm được đâu đó bạn tuổi tỵ nhé trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày họa sinh xuất cho thổ cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ lại không được tốt cho lắm bạn hết lòng vì người mình yêu nhưng chưa chắc đã được đền đáp xứng đáng và tình cảm là thứ khó nối tình đơn phương không biết được kết cục sau này sẽ ra sao chỉ cần biết cố gắng mà thôi đối với bạn tuổi tỵ nhé trong ngày này, đối với bạn tuổi tỵ cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành cũng rất tốt. Bạn có được cái vận, quý nhân giúp sức, công việc được thuận lợi, buôn bán đắt hàng, ký kết hợp đồng cũng tốt bạn tuổi tỵ nhá Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, tình cảm chưa tới. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, thành công rực rỡ. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, tiền bạc dư dôi, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, kinh doanh phát đạt, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, cần chủ động hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ V tuổi ngọ, thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đã gặp được ngày cô tam hợp phù trợ mang lại cho bạn tuổi ngọ có được những cái sự may mắn bất ngờ về cái con đường tình duyên của mình nhé. Và bạn tuổi ngọ, bạn biết được đâu mới là người thực sự tốt với mình và không mất nhiều thời gian đi tìm kiếm vòng vua với mình nữa đâu luận. Trong ngày này, vợ chồng thì tình cảm có được cái sự hài hòa không còn những cái khúc mắc như thuở ban đầu và bạn tử ngọ bạn và người ấy đã hiểu nhau hơn thông cảm cho nhau những cái lúc khó khăn ai cũng cần có một người để yêu thương tri kỷ như vậy đó bạn tử ngọ nhá nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tử ngọ bạn lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh cái điều này cho thấy với bạn tử ngọ bạn đang có cái điểm báo rất dễ gặp phải những cái vấn đề trong công việc và bạn tuổi ngọ bạn mắc phải những cái sai lầm khó có thể cứu vạn được và có thể phải trả giá đắt bằng chính những chính những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra đó bạn tuổi ngọ nhé vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình duyên đến muộn tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình cảm hài hòa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa yêu thương chan chứa, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, công việc bất ổn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, mắc nhiều sai lầm. Đó. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi mùi đang có những cái xáo trộn trong cái chuyện tình cảm gia đình nhá và bạn tuổi mùi bạn mệnh không thể cân bằng được cái cuộc sống hiện tại của mình nữa đoạn và bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này với bạn đang có những thứ vui riêng cũng muốn có cái không gian riêng để vậy vùng xong dường như cái điều đó là quá khó với bạn để cho bạn có thể thực hiện được nó khi bạn đã có gia đình rồi nhá cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi cảm thấy bế tắc và muốn vùng ra nữa đoạn trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi tài chính đảm bảo để cho bạn được cái sự ổn định và bạn tuổi Mùi bạn hoàn toàn có thể mua sắm mọi thứ theo cái ý thích của mình bạn cũng cần phải kiểm soát trong cái việc thu chi đừng vì có tiền rộng rỉnh mà tiêu xài một cách hoang phí bạn tuổi Mùi nhé Trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi cái việc cầu tài lộc khai trương xuất hành rất tốt và bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Đông nam và tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình. Đoạn. Trong ngày, bạn đang có được cái vận quý nhân giúp sức, công việc được thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cảm thấy bế tắc, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa theo đuổi tự do, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, tình cảm mâu thuẫn, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, kiếm tiền dễ dàng. Được. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này về cái phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp. Ngày này, người ấy sẽ dành cho bạn nhiều cái sự bất ngờ từ tình yêu to lớn và bạn tuổi thân, bạn cứ nghĩ rằng cái thời gian bên nhau càng lâu thì tình cảm ngày càng bị phai nhạt đi, nhưng bạn phát hiện ra mình đã sai lầm rồi đó bạn tuổi thân nhé. Và trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, bạn hoàn toàn có thể sống lại những cái ngày tháng như mới yêu nhau thuở ban đầu. Chỉ cần bạn muốn là có thể, chứ chẳng cần phải mong ước gì xa xôi. Người ấy sẵn sàng làm mọi thứ nếu như bạn muốn và chỉ cần để đổi lấy cái nụ cười ở bạn mà thôi đó bạn tuổi thân nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi thân, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thiên quan nhập mệnh. Đây là cái điểm báo xui rủi cho cái con đường công danh sự nghiệp của bạn và bạn tuổi thân muốn nhanh chóng hoàn thành cái mục tiêu đề ra nhưng lại bị kẻ tiểu nhân ngáng chân, ngáng trở cái vận trình của bạn, ngáng trở công việc của bạn đối bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, yêu và hiểu nhau nhiều hơn, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, tiểu nhân quấy phá, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, công việc bất ổn, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cảm thấy khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn tuổi giàu. Tử vi tuổi dậu thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn nhá. Với bạn tuổi dậu, có thể sẽ gặp họa về cái phương diện tình cảm bản mệnh để cho người ấy nảy sinh cái sự nghi ngờ khiến cho những cái sự mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn hơn mà không có cách nào để thay đổi được và bạn tử dậu trước khi tháo bộ cái nút thắt thì bạn phải tìm hiểu xem cái nút thắt đó bắt đầu từ đâu sai thì phải sửa phải nhận sai chứ không được lấp liếm càng là người thân thích lại càng phải rõ ràng, không lấp liếm được đâu đó bạn tuổi thân nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi thân, cái vận trình của bạn may mắn là đang gặp được ngày có chính quan soi đường trị lối. Cho nên với bạn tuổi dậu sẽ không còn mất thời gian để tìm cái hướng đi cho mình nữa. Công việc hiện tại với bạn đang phát huy được hết cái khả năng của mình, cái cơ hội thăng tín với bạn rất chi là tốt hơn so với cái thời gian trước đây rồi đó bạn tử giàu nhá. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công danh vượng phát, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm tổn hao, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nghi ngờ lẫn nhau, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tổn thương sâu sắc, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, thành công rực rỡ. Đoạn về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Đây là báo hiệu cho bạn tuổi Tuất bạn không cần phải bươn trải và lo lắng về cái phương diện tiền bạc khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, thần tài ở bên. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đặc biệt là cái duyên về tài lộc rất chi là lớn luôn nhá. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất dù làm gì đi nữa, bạn mệnh cũng sẽ thu được tiền về tay, nhất là đối với những ai kinh doanh buôn bán thì có được cái cơ hội phát tài cực kỳ là lớn. Và bạn tuổi Tuất bạn hãy tận dụng cái thời điểm này để tiến hành những cái kế hoạch mới của mình nhá. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất bạn mệnh lại đang gặp ngày có thổ khí Vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm bạn dễ gặp phải những cái vấn đề về đường tiêu hóa ăn uống kém ngôn miệng sức khỏe cũng vì thế mà bị giảm sút nghiêm trọng và bạn tuổi Tuất bạn cần phải tìm cách để giải quyết cái tình hình này bạn tuổi Tuất nhá trong ngày mùng 6 tháng 9 năm Canh tí này đối với bạn tuổi Tuất cái việc cầu tài lộc khai trương, xuất hành cũng tốt. Bạn đang có vận gặp được quý nhân, có người lớn giúp đỡ, công việc được hanh thông, thuận lợi, buôn bán đắt hàng, ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi tốt nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, sức khỏe suy giảm, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, làm ăn phát tài, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, quý nhân phù trợ tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tài vận tăng tín đoạn về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hỏi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hỏi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn ở bên. Cho nên với bạn tuổi hợi, những cái khó khăn mà bạn gặp phải trong công việc, chẳng thể nào làm khó được bạn bởi bạn đã có được những cái ý tưởng mới mẻ và độc đáo để vận dụng vào trong công việc của mình rồi đối với bạn tuổi hợi nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương xung, cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt, con đường tình duyên của bạn tuổi hợi đang gặp phải những ngã rẽ bất an và bạn tuổi hợi, bạn không biết phải lựa chọn ra sao để đảm bảo được hạnh phúc mà mình đang nắm giữ đối với bạn tuổi hợi nhé. Và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi hợi, đối với những bạn đang còn độc thân thì không muốn tiến tới một cái mối quan hệ mới nhanh tới như vậy khi mà vết thương ở trong lòng của bạn vẫn chưa đóng vẫy và bạn tuổi hợi, bạn không muốn tự lừa dối bản thân mình cũng là tự lừa dối đối phương đối bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm không đến đâu. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, có ý tưởng độc đáo. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, mau thuận gia đình. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, lăn đận lận đận về tình duyên đoạn về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé xin chào và hẹn gặp lại